Hello, xin chào các bác nhé. Đã trở lại kênh Hút ở Nhật Bản rồi. Dạng này clip này em lên cho bác một con sáp nhé, gọi là sáp gọi là sáp tháp đó nhé. Đấy, trước thì mặt trước thì khá là sáng sủa sạch sẽ đó nhé. Nói chung hàng chưa vệ sinh đâu. Để nó lên thôi các bác nhé. Đấy, đang chạy nhá. Đang chạy đâu này. Thành vách xung quanh luôn nhé. Đây bên hông nhé. Con này của nó là đây. Đọc thông số cho bác nhá. KCG40V kép đó nhá. Điện 100V có số tiêu thụ nó là 27W nhá. Tiêu vương phòng tầm 20 mét vuông nhá. Đời 2017 bác nhá, 2017 này. Đấy. Con này bị đứt dây em đang đấu dây nhá. Con nào lấy em sẽ đấu lại dây liền cho bác nhá. Đây, một con sáp bác nhá, đằng sau này. Khá là ok bác nhá. Thành vách đây. Đây này khá là ok. Màu trắng chéo đẹp đẽ nhá. Cho con nào thích màu trắng. Đấy. Còn mỗi trắng xuống. Đây, bánh xe nước đây bác nhá. Đây bánh. Bánh xe nước này. Bánh xe nước bác nhá. Bánh xe nước thì nó còn hơi nó hơi bẩn hơi thì khá là ok luôn này. Đấy, nên vệ sinh lại là ok nhá. Em bình nước con này, bình nước thì ra thấp còn tầm hơn lít bác nhá, khoảng 2 lít gì đấy. 2 nước gì đấy. Đấy, có nước bị ẩn bác nhá. Đây, đây là phổi con này. Đây là phổi nhá. Phổi của nó em nó đây. Thì phổi này thì cũng chỉ tương đối là ok dùng được một thời gian nữa bác nhá. Đấy. Khá là ok nhá. Được một thời gian nữa thôi. Đấy, còn đây là màng than bác nhé, màng than à, sạch sẽ bác nhé. Đấy. Đây, đây còn bên trong này, khá là sạch thôi, màng than đâu này, kỳ ok. Một em sạc tháp 27W, phòng tương đương khoảng 20m rồi bác nhé, 20m vuông. Đấy, cửa điện, đấy. À cửa tay bác nhé, đây, cửa đâu nhá, đó nhá. Chức năng đâu này, đây tắt này, đây cấp nước đang thiếu cấp nước đâu này, đây là tắt nhé, nguồn bật nguồn đây, đấy. Đây là chỉnh gió nhá, chỉ đây tặng nước nhá, đây có một bộ ẩm nhá, nhân xanh đang báo trong lành với nhá, đấy, báo trong lành nhá, đấy, hoạt động ok, đấy còn em bán giá là 1 triệu nhá, 1 triệu, bao lên nguồn 220 cho các bác nhá, đấy, món nào chốt hàng thì vui lòng hẹn có số điện thoại 0983 329 755 cho em vậy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào các bác, hẹn các bác ở clip tiếp theo.